rolled over. So they all rolled over and one fell out. There were five in the bed, and the little one said, roll over. So they all rolled over and one fell out. Four. There were four in the bed, and the little one said, roll over. So they all rolled over and one fell out. Three. There were three in the bed, and the little one said, roll over. So they all rolled over and one fell out. Two. There were two in the bed, and the little one said, roll over. So they both rolled over and one fell out. There was one in the bed, and the little one said, I'm lonely. Rồi ha. Rồi bây giờ Julia cho bà biết coi. Một con rớt xuống có 10 con, một con rớt xuống thì còn lại mấy con? 8 con. Rồi, rớt thêm một con nữa thì còn lại mấy con? 8. 8 con, nhớ nhà, cái này bà thử tụi con nhớ như thế nào nha. Rớt 2 con thì còn lại 8 con đúng không? Mà giờ mình không có nói là rớt 2 con, mà người ta chỉ nói là rớt thêm con nữa thì còn lại mấy con? Rớt thêm con nữa thì còn lại mấy con? Hả? Rớt thêm con nữa thì còn lại mấy con? Julie, nếu mà bà nói rớt ba con thì con biết là còn lại 7 con, nhưng mà giờ người ta không nói cái đó, người ta muốn cho con phải để ý. Là người ta nói như vậy nè, bây giờ rớt 3 con rồi phải không? Giờ rớt thêm con nữa thì còn lại mấy con? Julie? 6 con. Đúng rồi, giờ rớt thêm con nữa thì còn lại mấy con? Hả? 5 con. 5 con, đúng rồi, rớt thêm con nữa thì còn lại mấy con? 4 con, rớt thêm con nữa thì còn lại mấy con? 3 con. Rớt thêm con nữa thì còn lại mấy con? 2 con. Giỏi, rồi bây giờ cuối cùng rớt thêm con nữa thì còn lại mấy con? 1 con. 1 con, rồi cái con đó nó thấy mọi người đều rớt xuống đất rồi, nó không có chịu, nó có một mình nó à, cái thay vì nó lăn để nó rớt xuống luôn thì nó mới nói là, nó nói cái gì con có nghe không? Con lặp lại cái nó nói cho bà nghe coi. Hả? Nó nói I am lonely. I'm lonely là tôi có một mình, đúng không? Dịch ra tiếng Việt là tôi rất là cô đơn. I'm lonely. Đúng không? Lonely là có mình, không ai để mà lăn nữa, thành ra nó không lăn nữa. Đúng chưa? Đó. Bây giờ con đếm từ 1 tới 10 cho bà coi. Bằng tiếng Anh. Julie. Julie đọc cho bà, nói đi, đếm cho bà coi. 1, 2, 3, 4. 4 là 4, rồi tới gì nữa? 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. À hả. 7. 7. 8. Rồi gì nữa? 9. 9. 9 đây là 9. 9.
Ten. Ten. Giỏi. Nhớ nha, nhớ đếm cho được nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right. Bây giờ mình còn mấy phút nữa. Mấy phút nữa mình sẽ nghỉ giải lao 5 phút rồi mình vào lại. Bây giờ bà hỏi mọi người nè. Ok, Harry. Ồ, anh Harry. Anh Harry bây giờ anh kể chuyện nghe cho mấy em nghe coi. Kể chuyện cho mấy em nghe hả bà? À, không, kể chuyện của con đó. Con sắp con đi cái gì đó. Giờ có Ngọc Ánh nè. Ngọc Ánh học lớp 8 nè. Ngọc Ánh cho Ngọc Ánh biết thử coi sau này Ngọc Ánh có tham gia được không? Sao con được là cái đó. Ừ. À, cái đó năm ngoái để mà được thi vào cái đội thì con phải thi đạt giải của kỳ thi học sinh giỏi của cấp tỉnh đó bà. À, cái đó nó gọi là đội tuyển hả? À, con. Nó kêu bằng gì? Cái tên của nó là gì, đội tuyển hả? Là không, kỳ thi là chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp cấp tỉnh là lớn đó phải không, chứ không phải cấp quốc gia, mới là cấp tỉnh thôi. Cấp tỉnh thôi thì mình phải đạt cấp tỉnh xong rồi cấp tỉnh nó lựa nó sẽ lựa nên bộ lên người đạt giải là giải để gọi là cái vòng, nó gọi là thi vòng 2 để chọn vào cái đội đi thi đại diện cho tỉnh thi quốc gia. Cái đội đó gồm 6 người. Và năm ngoái là chỉ có mình anh con là lớp 11 thôi. Còn bao nhiêu là 12 hết. À. Nhưng mà con cũng không có giải. À, được đi mà không có giải. Con biết sao con không có giải rồi. Tại sao? Tại vì con không đọc câu hỏi trước mà con đi vòng vòng. Chứ con không đi đích tới đích. Đúng rồi, bây giờ con cách gọi là kinh nghiệm đó, đúng không? Đầu tiên vô là đọc cái câu hỏi, người ta hỏi cái gì, rồi mới cái đọc cái reading, đúng không? Đó, để mình coi người ta hỏi cái gì, rồi mình mới đọc cái reading, cái phần mình đọc, lên nội dung của vấn đề. Ừ. Rồi, giờ con biết rồi, kỳ này bà sẽ giúp cho con để mà con đoạt được cái giải. Dạ, thầy sẽ nói là học online lúc 2 giờ chiều đó bà. Là học thứ tư, thứ sáu là chủ nhật. Đó là chỉ ôm lại cái phần mà khái niệm thôi đó. Là ôm rồi lý thuyết đó. Tại vì sinh học là người ta hỏi hết tất cả mọi thứ, chứ không phải chỉ có một cái đó thôi, đúng không? Khi con đi ra thi như vậy, đâu phải là mình chỉ học cái đó thôi. Tại vì có thể người ta cho cái gì khác nữa mà, đúng không? Dạ đúng. Thì bây giờ trong cái nguyên cái bộ phần mà để cho tụi con, người ta sẽ hỏi đó, từ chỗ này tới chỗ kia gồm có những cái gì? Là nó trong cuốn Campbell. À, vậy đó hả? Campbell. À, trong cái cuốn Campbell đó hả? Ok, bữa nào con đưa cho bà coi cái Campbell nó như thế nào thì bà sẽ có hình dung nó ra được. Đúng không? Tại vì về sinh học đó, biology đó là học từ cái tế bào cho tới cái cuối cùng nhất là cái hệ sinh lý. Đúng cuối cùng nhất. Thì đầu tiên nhất là tế bào. Tế bào, rồi trong tế bào thì nó có cơ bắp. Đúng không? Của con nó bị đơ rồi. Rồi. Rồi bây giờ bữa nay ai nghe cũng đều hiểu hết ha. À, sao? Nếu mà mấy em muốn thi thì học lớp 9 mình được chọn cái môn mình thích đó bà, rồi học mình học được chọn môn mình thích, cái môn đó nhiều hơn. Thí dụ mình thích mình đi thi đó bà. Thí dụ mình thích toán là mình sẽ học về toán, đúng không? Dạ đúng là mình được học về toán để mình đi thi. Là mình phải thi nguyện trước rồi mới lên.